Dạ vâng, đầu xuân năm mới ô tô Cũ Đoàn Nghệ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghệ, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Đầu xuân năm mới bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá lì xì cho quý vị và các bạn 10 triệu đồng trên một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em, cứ alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Rất là nhiều các bác này, đấy, Toyota này, đấy, Kia này, đấy, hoặc là Hyundai này, rất là nhiều các bác nhé, rất là nhiều những sự lựa chọn này, đấy, Ford này, đấy, i10 này, đấy, rất là nhiều Kia Celato này. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe Ford Fiesta. Vâng, một mẫu xe bản sedan 2 đầu, động cơ chỉ với 1.6 thôi, mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A03558 này. Một mẫu xe Ford Fiesta sản xuất 2011, đấy, số tự động. Vâng, giá tiền chỉ với hơn 200 triệu đồng thôi, 258 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Fiesta mang thương hiệu của nước Mỹ các bác nhá. Nội thất này, ghế lỉ này, đấy, ghế lỉ rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Ford Fiesta phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, giá tiền chỉ với 258 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Ford Fiesta mang nước sơn màu đen, vâng, biển kiểm soát Hải Phòng, khoang phụ đỏ các bác nhá. Tư nhân chính chủ, ký nháy đoàn hoàng luôn. Và đây là một mẫu xe i10 này. Đấy, Hyundai Mgram i10 form mới sản xuất 2018 các bác nhá. 2018 mang phiên bản số tự động, khối động cơ em đó là 1.2 máy xăng. Vâng, một mẫu xe Hyundai Mgram i10 sản xuất 2018 này, số tự động các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy, bao zin bao phê cho các bác, bao test hãng các kiểu cho các bác luôn các bác nhá. Đấy, giá tiền trước này là 375 triệu đồng. Vâng, chỉ với 375 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe i10. Vâng, Hyundai i10 sản xuất 2018, biển kiểm soát Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn, đấy, đúng chân cho mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền điện các bạn ạ. Và bên cạnh đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc này, một nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bạn nhé. Đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Venna. Hyundai Venna sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.4 máy xăng. Vâng, một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu này, nội thất thì rất là tươi. Vâng, bàn phím tích hợp trên bô lăng. Vâng, gương kính chỉnh điện. Vâng, một mẫu xe Hyundai Venna giá tiền 168 triệu đồng. Vâng, 168 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ về cho các bác, cũng như có cả vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đấy, một mẫu xe bản sedan 2 đầu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây là một mẫu xe sản xuất 2018. Đây là một mẫu xe Kia Celato. Kia Celato sản xuất 2018 này, mang phiên bản số tự động, khối động cơ em nó là 1.6 máy xăng các bác nhá. Đấy, một mẫu xe nhập một mẫu xe Kia Celato đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2024, bản full cửa sổ trời. Một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2018, giá tiền trước lại là 485 triệu đồng. Vâng, 485 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2018 các bác nhá, số tự động. Vâng, số tự động này, nội thất này rất là đẹp luôn. Sơn si thì màu xanh than rất là ok các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Celato la răng đúc túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai i10. Vâng, Hyundai Grand i10 mang biển kiểm soát 2 củ lạc 88A. Một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2015 các bác nhá. Vâng, 2015. Vâng, một mẫu xe i10, vâng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ này.
sản xuất 2015 với giá tiền của chiếc i10 bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Vâng, 245 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc bản sedan hai đầu, động cơ 1.2, mang biển kiểm soát Hà Nội 30E. Vâng, đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Kia Rio sản xuất 2016, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.4, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về các bác nhá. Hàng nhập khẩu, form dáng thì rất là phong cách thể thao luôn. Một mẫu xe Kia Rio sản xuất 2016 này. Nội thất thì rất là đẹp, màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhá. Bàn phím tích hợp trên bô lăng và gương kính chỉnh điện. Gương kính chỉnh điện nguyên bản cho xe. Vâng, một mẫu xe số sàn, động cơ của nó là 1.4 thôi. Giá tiền 319 triệu đồng. Vâng, 319 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Rio sản xuất 2016 các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lacetti. Vâng, Daewoo Lacetti bản sedan hai đầu, động cơ 1.6 máy xăng. Biển kiểm soát Bắc Giang 98A04084 này. Một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Lacetti sản xuất 2010. Vâng, số sàn, động cơ 1.6, trước này bên em đang chào bán với giá là chỉ với 135 triệu đồng thôi. Đấy, bán lẻ rẻ như là bán buôn các bác nhá. Vâng, chỉ với 135 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lacetti. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios là một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá. Con này nó là bản E các bác nhá. Đấy, bản E số tự động. Vâng, bản E số tự động, động cơ em nó là chỉ với 1.5 thôi. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này, bên em đang chào bán với giá là 429 triệu đồng. Đấy, 429 triệu đồng. Đấy, nhân dịp đầu xuân năm mới em lì xì cho quý vị và các bạn. Đấy, 10 triệu đồng trên một đầu xe các bạn nhá. Đấy, 10 triệu trên một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em, alo cho em. Đấy, một mẫu xe bản E số tự động, động cơ 1.5. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó thì ăn tầm khoảng 6-7 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá, mẫu xe Toyota Vios sơn xi thì màu đen rất là đẹp luôn. Mang biển kiểm soát Phú Thọ 19A27155. Đây là một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, khối động cơ em nó là 1.6 máy xăng. Biển kiểm soát Phú Thọ 19 các bác nhé. Với giá tiền của chiếc Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng. Vâng, 328 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2011. Nội thất thì rất là tươi. Nội thất thì ghế da. Vâng, ghế da xịn sò các bác nhé. Ghế da xịn sò luôn. Đấy, bô lăng của nó là bô lăng 4 chợ 3 chấu các bác nhé. Màn hình chưa có các bác nhá, màn hình con này thì chưa được lên màn hình. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng. Và em đã đến một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Lacetti. Vâng, Daewoo Lacetti bản SE số sàn, khối động cơ 1.6 máy xăng, biển kiểm soát Hòa Bình. Đấy, Hòa Bình ơi các bác nhá, Hòa Bình ơi. Vâng, một mẫu xe Daewoo Lacetti bản SE. Đấy, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Vâng, một mẫu xe Daewoo Lacetti. Vâng, bản SE số sàn, keo chỉ zin, máy số ngon, màn hình Android to phạc luôn các bác nhá. Đấy, giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Vâng, 218 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lacetti. Vâng, một mẫu xe bản sedan hai đầu mà lại nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về các bác nhá. Nhập khẩu nguyên trước từ bên Hàn Quốc về, một mẫu xe Daewoo Lacetti. Và đây là một mẫu xe Hyundai. Vâng, Hyundai Accent. Hyundai Accent bản sedan hai đầu, động cơ 1.4, form dáng thì rất là đẹp luôn. Đấy, form mới rất là đẹp các bác nhá. 2018 bản đủ các bác nhá. 2018 bản đủ, nội thất là rất là tươi. Đấy, màn hình Android cam nuôi đầy đủ các bác nhá. Bàn phím tích hợp trên bô lăng. Vâng, một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2018 bản đủ này, bên em đang chào bán với giá là 419 triệu đồng này các bác nhá. 419 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Accent.
Kia K3. Vâng, Kia K3. Kia K3 sản xuất 2015 này. Đấy, mang phiên bản số tự động các bác nhá. Mang phiên bản số tự động, khối động cơ của nó là 2.0 máy xăng. Một mẫu xe Kia K3, con này nó là bản đổ các bác nhá. Bản đổ tư nhân chính chủ biển Bắc Linh, nội thất này. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn, màn hình đầy đủ các bác nhá. Bàn phím tích hợp trên vô lăng. Vâng, một mẫu xe Kia K3 sản xuất 2015. Đấy, con này là bản đổ động cơ 2.0, bản phun cửa sổ trời. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng. Vâng, 455 triệu đồng cho một mẫu xe Kia K3. Đấy, sản xuất 2015, số tự động, động cơ 2.0. Và đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2008 các bác nhá, 2008 này. Biển kiểm soát Thái Bình, quê lúa 17A, đấy, 01657 này. Đấy, một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh và luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ ok luôn. Mà giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Đấy, 179 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Sản xuất 2008 các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai Sonata. Vâng, Hyundai Sonata sản xuất những năm 2004, mang phiên bản số tự động, khối động cơ em nó là 2.0 máy xăng. Vâng, giá tiền chỉ với 169 triệu đồng thôi. Vâng, 169 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Sonata sản xuất 2004, bản sedan hai đầu, động cơ chỉ 2.0 thôi, hàng nhập khẩu các bác nhá. Và đây là một mẫu xe này, mẫu xe mang biển kiểm soát 37A. Đây là một mẫu xe Daewoo Lacetti. Vâng, con này nó là bản SE số sàn, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Một mẫu xe Daewoo Lacetti bản SE số sàn, giá tiền 208 triệu đồng. Vâng, 208 triệu đồng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, bản sedan hai đầu. Và đây là một mẫu xe đời cao chót vót các bác nhá, đời 2017 mà giá rẻ giật mình luôn. Vâng, chỉ với 275 triệu đồng cho một mẫu xe mang biển kiểm soát 99A. Vâng, một mẫu xe Chevrolet Aveo. Vâng, Chevrolet Aveo. Vâng, một mẫu xe số tự động. Vâng, động cơ chỉ với 1.5 thôi. Vâng, 1.5. Đấy, với giá tiền 275 triệu đồng, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Venna. Vâng, Hyundai Venna, đây nó là hàng độc luôn các bác nhá, hàng hiếm này. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới đây, vẫn còn thơm mùi da luôn các bác nhá. Tuy rằng sản xuất 2008 nhưng mà con này rất là đẹp luôn. Đấy, giá thì không hề rẻ các bác nhá. Đấy, 185 triệu đồng cơ. Đấy, 185 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Venna. Đấy, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Đấy, nội thất này. Đấy, nội thất thì ghế lỉ rất là thơm luôn. Bác này hình như là bác mua về bác không chạy hay sao. Đấy, nên con này còn rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, đẹp đến nỗi là đấy, đẹp không tì vết luôn. Đấy, giá tiền chỉ với 185 triệu đồng. Đấy, cho một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên con, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới, biển kiểm soát Hà Nội, biển này biển Hà Tây các bác nhá. Vâng, đây là một mẫu xe Hyundai Avante. Hyundai Avante sản xuất những năm 2014, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.6 máy xăng. Một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2014 này, số sàn, khối động cơ 1.6, giá tiền 275 triệu đồng. 275 triệu đồng bên em còn có bao hồ sơ. Đấy, bao rút hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác. Đấy, bao luôn cả vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho quý vị và các bạn, bao cả hồ sơ các bác nhá. Đấy, nội thất này. Đấy, các bác xem nội thất này. Đấy, màn hình Android cam nuôi đầy đủ. Vâng, 275 triệu đồng thôi. Đấy, 275 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Avante. Toyota này. Đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014 các bác nhá. Biển kiểm soát Bắc Giang 98A. Vâng, 49013 49413 các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Vios bản E. Vâng, bản E số sàn, có động cơ 1.5. Vâng, một mẫu xe Toyota, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Bên em đang chào bán với giá là
315 triệu đồng các bác nhá, 315 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới này. Đấy, biển kiểm soát 30U, vâng, 2494 các bác nhá. Một mẫu xe Daihatsu Lazetti, vâng, Daihatsu Lazetti CDX sản xuất 2009 các bác nhá. Vâng, bản này bản đặc biệt, bản xuất Trung Đông. Vâng, giá tiền chỉ với hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy, loanh quanh hơn 200 triệu đồng, màn hình Android, cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, số tự động này, nội thất rất là tươi. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, bản full cửa sổ trời. Vâng, bản đặc biệt, bản xuất Trung Đông. Loanh quanh hơn 200 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Lazetti. Kia K3. Kia K3 sản xuất 2000 Kia Rio các bác nhá. Kia Rio sản xuất 2015, mang phiên bản số tự động. Khối động cơ em nó là 1.4 máy xăng, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A44000 này. Đấy. Mẫu xe Kia Rio bên em đang chào bán với giá là 389 triệu đồng. Vâng, 389 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Rio bản sedan 2 đầu. Động cơ em nó là 1.4 các bác nhá, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy. Sơn si thì màu lâu cà phê, rất là đẹp luôn. Và em sẽ tiến vào sâu vào trong bãi này. Đấy, mẫu xe 7 chỗ này, rất là nhiều các bác nhá, 5 chỗ này. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vây ớt. Toyota Vây ớt sản xuất 2009, bản G, số tự động, động cơ 1.5. Vâng, một mẫu xe bản G các bác nhá. Đây, số tự động, biển kiểm soát Hà Nội 30A18610. Giá tiền chiếc này là 288 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota với ớt số tự động bản G, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Hyundai Avante sản xuất 2011, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ này, 15A, vâng, 91853. Vâng, biển đuôi thì nó hơi xấu một chút, các bác tỉnh khác thì bên em bao rút hồ sơ cho các bác. Bao rút hồ sơ về sang tên bấm biển, đổi luôn cái biển này các bác nhá. Đổi biển khác cho quý vị và các bạn luôn. Với giá tiền 318 triệu đồng. Vâng, 318 triệu đồng cho một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, sản xuất những năm 2011, số tự động các bác nhá. Động cơ 1.6 máy xăng, mang nước sơn màu trắng ngọc trai, xe thì rất là đẹp luôn. Rất là cứng cáp các bác nhá, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Hyundai i20 sản xuất 2010, mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A. Đấy, 64436 này. Một mẫu xe Hyundai i20 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đăng ký 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá, rộng hơn Morning i10. Đấy, giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng, nay chỉ còn 265 triệu đồng thôi. Vâng, Kia này, Kia Rio này. Kia Rio sản xuất 2015, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 1.4, biển kiểm soát 14A. Vâng, một mẫu xe Kia Rio này bên em đang chào bán với giá là 399 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 399 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Rio. Đấy, bản sedan 2 đầu, hàng nhập khẩu này. Vâng, đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2012 các bác nhá, 2012. Vâng, mang phiên bản số sàn. Khối động cơ em nó là 1.5 máy xăng. Vâng, một mẫu xe bản sedan 2 đầu, nội thất thì tươi rói này, màn hình đầy đủ luôn. Đấy, bản Nimo, lưng phun kịch đỏ các bác nhá, phun kịch đỏ luôn. Đấy, với giá tiền chiếc này là 212 triệu đồng thôi. Vâng, 212 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2012 các bác nhá, 2012. Số sàn, động cơ em nó là 1.5 máy xăng. Vâng, động cơ 1.5 máy xăng, một mẫu xe phải nói là mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Mazda. Vâng, một mẫu xe Mazda. Mazda sản xuất 2018 này, mang biển kiểm soát 93A, vâng, 13957 này. Vâng, sản xuất 2018. Hiện tại chiếc Mazda này bên em đang chào bán với giá là 515 triệu đồng. Vâng,
515 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda. Vâng, sản xuất 2018 các bác nhá. Đấy, số tự động. Vâng, bao zin cả xe luôn. Bao zin bao phê cả xe cho quý vị và các bạn. Một mẫu xe Mazda. Vâng, sơn si thì màu đen các bác nhá. Bản sedan 2 đầu. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios sản xuất 2017. Đấy, 2017 mang phiên bản số sàn. Khối động cơ em nó là 1.5 máy xăng. Đấy, con 2017 nó lên máy mới, máy trắng các bác nhá. Vâng, giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Vâng, 375 triệu đồng. Bao zin cả xe cho các bác, bao zin bao phê cho các bác. Một mẫu xe này, mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017. Số sàn, khối động cơ 1.5. Vâng, đây là một mẫu xe Daewoo Gentra. Vâng, Daewoo Gentra. Daewoo Gentra có năm sản xuất 2010. Số sàn, khối động cơ em nó là 1.5. Vâng, một mẫu xe tập đi, tập lái và che mưa, che nắng, giá tiền chỉ với 145 triệu đồng thôi. 145 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gentra. Kia Morning. Vâng, một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh và luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ ok. Biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A. Đấy, 30380. Giá tiền của chiếc Kia Morning là 209 triệu đồng. Vâng, 209 triệu đồng. Động cơ 1.25. Sơn si thì màu trắng ngọc tra. Vâng, một mẫu xe Kia Morning sơn si màu trắng xịn các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo đây là một mẫu xe bản hatchback một đầu Hyundai Mgram i10. Hyundai i10 sản xuất 2014 các bác nhá, 2014, động cơ 1.0 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn này. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng. i10 sản xuất 2017, động cơ 1.2, form của nó lên form mới các bác nhá, bản này bản lắp ráp tại Việt Nam. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Kia Morning bản SI, gọi là bản C, bản đủ, biển kiểm soát Bắc Giang, giá tiền 254 triệu đồng. Vâng, 254 triệu đồng. Đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Đây cũng là một mẫu xe bản SI, gọi là bản C, bản đủ, dòng Kia Morning. Vâng, mang biển kiểm soát 89A, biển Bắc Giang. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán cũng là 254 triệu đồng. Vâng, đây là một mẫu xe Ford Fiesta sản xuất những năm 2014 các bác nhá, 2013, số tự động, động cơ 1.6 các bác nhá, 285 triệu đồng. Vâng, 285 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Fiesta sản xuất 2013. Vâng, đây là một mẫu xe Daewoo Gentra. Daewoo Gentra có năm sản xuất 2007. Con này nó là Gentra X các bác nhá. Gentra X nhập khẩu nguyên con. Vâng, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Động cơ 1.2. Với giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng thôi. Đấy, rất là rẻ các bác nhá. 169 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gentra, Gentra X nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Dạ vâng, Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe bản sedan, bản hatchback một đầu hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe 5 chỗ bản hatchback, bản sedan hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ alo cho em. Và những mẫu xe 7 chỗ thì mai em sẽ tiếp tục lên sóng những mẫu xe 7 chỗ các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.